tiếng đại từ nước mắt trong xanh, sóng tô uốn khúc lượn quanh, đất môi trẻ nhỏ lừng danh trong ngoài. Chúng ta sinh ra, ai cũng có nguồn cội, các bậc lão nhân tóc vai mái đầu cũng từng là những thanh niên căng tràn sức sống cùng tình yêu quê hương tha thiết nồng nàn. Chúng ta thời trẻ, ai cũng có những buổi trưa trèo cây hái quả, những tháng ngày gió thổi mang hương nắng khẽ vờn trên mái tóc. Ta lớn lên với mảnh đất nâu dưới chân và vòng trời xanh trong vắt, những mùa hè thả diều và chạy nhảy cùng người bạn thuở thiếu thời, khi thời cuộc còn đang nóng hổi trước binh lửa đạn bom. Mái trường trung học phổ thông Đại Từ vẫn in nguyên gạch bóng, ra đời an yên trước sóng gió của thời đại. Tiền thân là trường cấp 2, 3, Đại Từ được thành lập năm 1951, do hoàn cảnh kháng chiến phải thường xuyên chuyển địa điểm, lúc ở Bình Thuận, khi ở Tân Thái. Ngôi trường dù thiếu thốn đủ đường, giai đoạn đầu thành lập vẫn cố gắng vươn lên từng ngày. Những năm 50 khi còn non trẻ, trường chỉ có 2 lớp 5, một thầy giáo duy nhất dạy tất cả các môn. Trải qua 10 năm cố gắng, số lượng tăng lên 10 lớp với sự xuất hiện của lớp nhô, lớp đầu cấp 3. Những giai đoạn đầu khó khăn, lớp học tranh tre phải nằm sâu dưới lòng đất xung quanh có giao thông hào. Một thời gian dài phải học ban đêm dùng đèn dầu chất chiêu ánh sáng. Trường Đại Từ luân chuyển qua biết bao vị trí trước tiếng súng nã đầu của giặc Mỹ. Tuy vậy, thầy và trò nhà trường vẫn không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt. Có nhiều thầy cô là giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ghi nhận những thành tích to lớn đó, nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý, Huân chương Lao động hạng 3. Năm 1996, giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010. Năm 2000, thầy Trần Bình nghỉ hưu, thầy Lê Quang Trung làm hiệu trưởng. Đến năm 2008, thầy Lê Quang Trung chuyển công tác, thầy Trần Văn Hưng tiếp tục nhiệm vụ hiệu trưởng nhà trường. Tiếp nối truyền thống, các thế hệ đi trước, nhà trường đã phát triển toàn diện cả quy mô và chất lượng. Trường được đặt tại trung tâm thị trấn Đại Từ, cơ sở vật chất được nhà nước và nhân dân đóng góp xây mới đồng bộ 40 phòng học cao tầng cùng các công trình phụ trợ trang thiết bị dạy học hiện đại. Về quy mô, có những năm nhà trường lên đến 80 lớp với gần 4.000 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên có 126 thầy cô, trong đó có 7 thạc sĩ, 35 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều năm, nhà trường có học sinh giỏi quốc gia và trên 100 giải học sinh giỏi cấp tỉnh mỗi năm. Trôi qua, trường đã trải qua một khoảng thời gian dài với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử và thử thách của thời gian. Cho đến nay, với sự dẫn dắt của thầy hiệu trưởng là thầy giáo Vương Lâm, trường Trung học phổ thông Đại Từ vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong ngành giáo dục của huyện Đại Từ nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, thân thương trong trái tim của mỗi giáo viên và học sinh. Thầy và trò trường Trung học phổ thông Đại Từ vẫn luôn kế thừa và phát huy những truyền thống ông cha để lại, xây dựng một mái trường thân yêu với khẩu hiệu Trung học phổ thông Đại Từ: dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, nghĩ tích cực, học chăm ngoan, làm việc tốt, sống có ích. Britney, bitch.